Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề Kinh tế thủy sản của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, lần đầu tiên Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn Kết nối Sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức với chủ đề Festival Tôm Cà Mau 2023 – Tự hào thương hiệu Việt. Sự kiện có quy mô cấp khu vực được diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau. Có 9 chương trình diễn ra nằm trong khuôn khổ của sự kiện này. Đây là thông tin mở đầu chuyên đề Kinh tế thủy sản kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chương trình khai mạc Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn Kết nối Sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long 2023 với chủ đề Festival Tôm Cà Mau – Tự hào thương hiệu Việt diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2023. Không gian trưng bày triển lãm thương mại ngành tôm và sản phẩm OCOP với khoảng 400 gian hàng tham gia diễn ra từ ngày 10 tháng 12 năm 2023 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Tổ chức các diễn đàn hội nghị, hội thảo, diễn đàn xúc tiến thương mại, hội thi sản phẩm OCOP tiêu biểu tại Diễn đàn Kết nối Sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2023, thời gian diễn ra trước ngày 7 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Biểu diễn nghệ thuật tổng hợp bắt đầu vào lúc 19 giờ và diễn ra xuyên suốt thời gian tổ chức sự kiện tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển. Ngày hội ẩm thực thủy sản Cà Mau từ ngày 10 cho đến 13 tháng 12 năm 2023. Lễ hội diễu hành đường phố diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2023, bắt đầu diễu hành từ Quảng trường Phan Ngọc Hiển và di chuyển trên các cung đường diễu hành tại thành phố Cà Mau. Tổ chức tham quan du lịch, tham quan mô hình nuôi tôm tại Cà Mau, chương trình bế mạc Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn Kết nối Sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long 2023 diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2023. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 1386 ngày 17 tháng 11 năm 2023 phê duyệt quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát được nêu trong quy hoạch là đến năm 2030, Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của đồng bằng sông Cửu Long. Có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển, hệ sinh thái được bảo tồn, thích ứng với hiệu quả của biến đổi khí hậu. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, người dân có cuộc sống phồn vinh hạnh phúc. Trong đó, Cà Mau phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt trên 7,5% một năm, GRDP bình quân đầu người đạt trên 146 triệu đồng. Tầm nhìn đến năm 2050, Cà Mau là tỉnh kinh tế phát triển, xã hội văn minh hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các giá trị văn hóa mang bản sắc của con người Cà Mau được giữ gìn và phát huy. Môi trường sinh thái, đa dạng sinh học được bảo vệ, bảo tồn. Kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, hạ tầng số, phát triển đồng bộ hiện đại. Chính trị, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ. Trong quy hoạch được phê duyệt, thủy sản vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng và phát triển tỉnh Cà Mau trở thành một trung tâm kinh tế biển của cả nước. Đầu tư xây dựng cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, khu kinh tế Nam Căn, cảng sông Ông Đốc, gắn với phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị ven biển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, xây dựng Cà Mau trở thành trung tâm chế biến thủy sản và trung tâm năng lượng tái tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của cả nước. Thưa quý vị, hiện nay tình trạng sử dụng xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản tại các tuyến sông, kênh rạch và trên vùng biển của tỉnh Cà Mau vẫn còn xảy ra. Trước thực trạng trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về thủy sản, nhất là các quy định về việc nghiêm cấm sử dụng hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản. Vận động khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
đẩy mạnh công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, định kỳ thả bổ sung giống thủy sản ra các vùng nước tự nhiên, thả trạng nhân tạo trên các vùng biển, xây dựng các khu bảo vệ nguồn lợi nhằm khôi phục nguồn lợi thủy sản. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với hành vi sử dụng quá chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản theo quy định của pháp luật. Thiết lập đường dây nóng hoặc hình thức phù hợp để tiếp nhận thông tin, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân về các hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xử lý triệt để tình trạng sử dụng quá chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản với sự tham gia của người dân. Thưa quý vị, sử dụng chế phẩm sinh học hay còn gọi là men vi sinh trong nuôi trồng thủy sản được xem là giải pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong ao nuôi, giảm thiểu tình trạng tôm bị nhiễm bệnh, gia tăng sản lượng cho người nuôi tôm. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường trong nuôi trồng thủy sản ngày một nghiêm trọng, đặc biệt do lượng thức ăn dư thừa, phân và các loại hóa chất kháng sinh sử dụng quá nhiều đọng lại dưới đáy ao. Bên cạnh đó, lớp bùn dưới đáy ao do tích tụ lâu ngày là nơi các sinh vật gây thối sinh ra các khí độc, các loại nấm và nguyên sinh động vật có hại cho tôm nuôi. Sử dụng các vi sinh vật hữu ích nhằm cạnh tranh với các vi khuẩn gây bệnh là một trong những ứng dụng chính trong việc tạo ra chế phẩm sinh học phối trộn, thay thế cho việc sử dụng hóa chất, kháng sinh để kiểm soát dịch bệnh, góp phần tạo ra môi trường nuôi trồng an toàn, hiệu quả và lâu dài. Chúng ta cần phải có là ba cái là giai đoạn mà để sử dụng trong cái vi sinh này. Thứ nhất là cái giai đoạn là trước khi là bà con là thả con giống thì chúng ta cần phải là sử dụng cái là chế phẩm sinh học nhằm để đưa cái chế phẩm sinh học, tức là cái con vi sinh có lợi vào ở trong cái môi trường để nó chiếm lĩnh cái địa bàn để nó khống chế các cái loài vi khuẩn có hại. Giai đoạn thứ hai là trong giai đoạn là các đối tượng thủy sản, đặc biệt như tôm nuôi, là trong một tháng tuổi. Thì trong giai đoạn này thì thường là cái môi trường của chúng ta là môi trường là ít tảo và đồng thời là các cái yếu tố là dinh dưỡng là rất là thấp. Do vậy bà con chúng ta nên là chọn cái chủng loại vi sinh nghiêng về là các cái thành phần mà có cái bacillus và các cái chủng loại vi sinh là chủng loại vi sinh nước, nhằm để là cân bằng các cái dinh dưỡng ở trong nước cũng như là tạo được cái hệ tảo để cho môi trường nó phát triển ổn định. Ông Trần Văn Tính ở ấp 9, xã Trí Lực, huyện Thái Bình đang nuôi tôm theo mô hình tôm lúa theo hướng hữu cơ. Việc sử dụng chế phẩm sinh học, hạn chế kháng sinh, hóa chất đang là phương pháp mà nhiều hộ nuôi tôm theo mô hình tôm lúa như ông Tính đang áp dụng. Vi sinh định kỳ anh mình ủ sẵn á, thì định kỳ vẫn tùy theo cái nguồn nước với cái lượng tôm mình cần cái thức ăn, nước nó kẹo hay là nước như thế nào đó thì mình mới tạc quyết định được. Còn nếu thường định kỳ nó khoảng 10 ngày, 7 ngày đến 10 ngày là một tạc định kỳ. Còn cái mình bổ sung nó tăng nó giảm là tùy theo cái mực độ tôm với cái màu nước của mình. Mới đầu năm vô thì mình cũng tạc vô công nghiệp đó. Thì sau lại mình cho ổn định nước rồi mình nuôi thả tôm, mình xài men vi sinh. Một nửa tháng mình tạc một lần thì thấy nước nó cũng tốt chứ tôm nó cũng bóng. Nói chung năm nay thì nhờ tại men vi sinh đó thì cũng được mấy bầy tôm cũng trúng, cũng hôm rồi cũng được bầy thẻ, cũng nửa tháng gì mình đánh men vi sinh một lần thì cũng đạt hiệu quả cũng cao hơn mỗi năm. Theo ngành chuyên môn, thành phần chủ yếu của chế phẩm sinh học là một tập hợp các chủng vi sinh vật sống được tuyển chọn tối ưu hóa bằng công nghệ cao để đưa ra các dòng chế phẩm sinh học dạng bột, nước và hạt. Mỗi nhà sản xuất có thể chọn các loại khác nhau. Ngoài ra, bà con nông dân hiện nay có nhiều phương thức để tạo ra chế phẩm sinh học trong nuôi tôm. Giai đoạn thứ 3, đó là giai đoạn là tôm từ 1 tháng tuổi đến giai đoạn thu hoạch. Thì giai đoạn này thì thường là các cái xác tảo cũng như là các cái xác bã động vật, thủy sinh, xác lọt của tôm, phân tôm, chất cặn bã dư thừa sẽ tích tụ ở dưới cái nền đáy, dẫn đến cái khí độc sẽ phát sinh, đồng thời mùn bã hữu cơ cũng là dày lên. Do vậy là bà con chúng ta nên lưu ý là chọn chủng loại vi sinh là nghiêng về là xử lý nền đáy để đảm bảo được các cái điều kiện để làm sao để là khống chế được
khí độc cũng như các cái loại vi khuẩn mà có hại yếm khí ở dưới cái nền đáy trong ao nuôi của chúng ta. Việc thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật nuôi tôm, kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học đúng cách sẽ tạo ra môi trường nuôi thân thiện với môi trường, tiết kiệm chi phí, góp phần tăng năng suất tôm nuôi. Chính vì vậy, công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền, việc sử dụng chế phẩm sinh học đúng cách cho người nuôi là cần thiết nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, trong đó có nuôi tôm theo hướng an toàn sinh học. Thưa quý vị, tỉnh Cà Mau có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước với gần 300.000 hectare, trong đó mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến chiếm diện tích nhiều nhất. Tuy nhiên, theo ngành chuyên môn, năng suất mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến vẫn còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Đây là mô hình ít cho ăn, vì vậy việc tạo thức ăn tự nhiên trong dung nuôi để tăng năng suất là giải pháp mà ngành chuyên môn và người nuôi đang hướng tới. Hiện nay, mô hình quảng canh cải tiến đang thực hiện ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Hình thức nuôi này cũng phong phú và đa dạng như quảng canh kết hợp giữa tôm rừng, tôm lúa và nuôi xen canh tôm lúa, cua cá trên cùng diện tích. Việc cung cấp đủ thức ăn cho các đối tượng nuôi trong mô hình quảng canh là rất khó, vì vậy tìm giải pháp để tạo ra thức ăn tự nhiên là cần thiết. Đối với loại hình nuôi tôm quảng canh cải tiến thì chúng ta có hai mùa, thì mùa mưa và mùa nắng, thì nhìn chung mùa nào thì chúng ta cũng cần phải có cái thức ăn tự nhiên trong đầm nuôi chúng ta để giúp cái tôm chúng ta nuôi đạt được cái hiệu quả và cũng như nó nhanh lớn và nó kháng được một số các cái mầm bệnh trong cái vuông nuôi. Thì trong cái đầu cái mùa vụ nuôi thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự tác động về cái kỹ thuật, đó là chúng ta phải cải tạo đúng theo quy trình kỹ thuật, đó là chúng ta phải có sự tác động về cái chất nước ra chúng ta phơi đầm, và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta bón vôi. Thì bón vôi thì khuyến cáo bà con mình nên sử dụng cái vôi nông nghiệp CaCO3 với liều lượng có khoảng từ 200 đến 250 kg trên 1 hectare, và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành phơi đầm và có diệt tạp. Thì chúng ta phơi đầm khoảng từ 5 đến 7 ngày và sau đó thì chúng ta sẽ cấp nước vào trong cái vuông nuôi chúng ta. Thì cái khâu thứ hai là cái khâu chúng ta là cải tạo cái vuông nuôi. Thì thức ăn tự nhiên chúng ta muốn gây nuôi được thì phải có cái khâu tác động về cái phân sinh học và chế phẩm sinh học, thì hai yếu tố này không thể thiếu được trong cái quá trình chúng ta nuôi. Lợi thế của mô hình lúa tôm là khi vừa cải tạo ruộng lúa để chuyển sang nuôi vụ tôm chính, thức ăn từ gốc rạ của cây lúa rất dồi dào, là nguồn thức ăn để tôm phát triển. Tuy nhiên, sau đó chỉ 2 tháng tiếp theo, thức ăn trong ao nuôi cũng ít dần. Đây là giai đoạn phải bổ sung thức ăn cho tôm như phân sinh học và tạp chế phẩm sinh học định kỳ. Nó vừa là làm sạch cái môi trường nước và nó vừa bảo vệ cái mầm bệnh cho tôm. Cái thứ hai là nó tạo cái nguồn thức ăn cho thiên nhiên cho tôm. Đó là cái môi vi sinh là rất là quan trọng trong cái nuôi tôm của mình. Đối với những mô hình quảng canh cải tiến khác, việc gây thức ăn tự nhiên cũng bằng cách bón phân sinh học định kỳ kết hợp với chế phẩm sinh học. Thì phân sinh học thì đối với ban đầu chúng ta cải tạo thì chúng ta sẽ sử dụng với cái liều cỡ khoảng từ 75 đến 100 kg trên 1 hectare. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng lại cái chế phẩm sinh học. Thì chế phẩm sinh học thì chúng ta sẽ sử dụng cái liều cỡ khoảng từ 10 đến 15 lít trên 1 hectare. Thì như vậy trong quá trình chúng ta nuôi thì chúng ta cần phải có tác động thêm cái chế phẩm sinh học. Thì do là cái điều kiện biến đổi cái môi trường hiện tại thì bất lợi cho cái đối tượng nuôi của chúng ta và cũng như bất lợi về cái điều kiện về môi trường. Nên cái việc mà chúng ta tác động cái chế phẩm sinh học để chúng ta gây nuôi được cái thức ăn tự nhiên trong đầm nuôi chúng ta rất là quan trọng. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, từ 7 đến 10 ngày sử dụng chế phẩm sinh học một lần, mỗi tháng sử dụng ít nhất 3 lần để làm sạch môi trường nuôi, nhất là nền đáy ao, đồng thời gây thức ăn tự nhiên cho tôm. Trong quá trình chúng ta nuôi thì ngoài cái việc chúng ta tác động cái chế phẩm sinh học đúng và định kỳ như vậy thì chúng ta cũng cần phải bổ sung thêm cái phân sinh học. Chúng ta có thể sử dụng các phân bãi mấy đường, phân dùng chỉ, phân dùng quế hoặc là phân gạp háp để chúng ta bổ sung thêm để tái tạo được cái nguồn thức ăn tự nhiên cho cái đầm nuôi chúng ta. Thì đối với trong quá trình là chúng ta nuôi thì chúng ta bổ sung cái liều phân sinh học thì trung bình có khoảng từ 25
đến 50kg trên 1 hecta thì bằng nửa so với cái liều ban đầu. Thì như vậy nó sẽ cung cấp được một cái hệ sinh thái là an toàn, vừa có cái thức ăn tự nhiên vừa có chế phẩm sinh học. Trong nuôi tôm nước ngọt, nước mặn hay nước lợ thì các loại thức ăn tự nhiên bao gồm cả động vật và thực vật có trong môi trường sống đều giữ vai trò quan trọng đối với tôm nuôi, đặc biệt là ở giai đoạn phát triển từ ấu trùng lên tôm trưởng thành. Nhiều người nuôi tôm thường chỉ chú trọng đến lượng thức ăn bổ sung là thức ăn công nghiệp và thức ăn tự chế mà bỏ qua vai trò của nguồn thức ăn tự nhiên là sai lầm. Những loại thức ăn có sẵn trong tự nhiên này lại là mắt xích quan trọng trong quá trình phát triển của tôm. Chuyên đề kinh tế thủy sản kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở chuyên đề kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.